Tâm sự tuổi 35. Những nỗi sợ mỗi năm lại chồng chất lên nhau, đầy ứ trong tâm hồn. Điều kỳ lạ là càng lớn tuổi, con người ta lại càng muốn giấu kỹ những nỗi sợ ấy vào trong lòng. Những nỗi sợ thời gian trôi qua khiến bản thân mình ngày một không còn tươi trẻ như hiện tại. Đã đến lúc bạn dành thời gian cho mình, ngồi hít thở thiên nhiên vào lúc sáng sớm, đọc một cuốn sách hay, trồng cho mình một vườn hoa hồng rực rỡ, để một lúc nào đó thả hồn trong khu vườn của mình, tạm xa lánh cái tấp nập bộn bề của thường trực, tạm gác lại trách nhiệm của một người vợ đảm đang và một người mẹ tảo tần. Chúng ta tưởng thưởng cho mình là sự xinh đẹp của những bông hoa hồng đầy cảm xúc. Hoa hồng màu vàng Happy Joy là huy chương cho những nỗ lực cống hiến của bạn. Tay chạm vào những đoá hoa hồng tím Colin Graven là giải thưởng cho sự chung thủy son sắc. Đưa mắt nhìn về màu sắc bắt mắt của bụi hoa hồng Robin chính là đại diện cho sự độc đáo và chỉ duy nhất như sự hiện diện của chúng ta trên cuộc đời này vậy. À, còn màu đỏ của Mai Râu nữa, đầy xinh đẹp, ngọt ngào và quyến rũ. Đây có lẽ cũng là lời nhắn gửi đặc biệt rằng phụ nữ hãy biết tự yêu lấy mình, không chỉ quan tâm vẻ đẹp bên ngoài mà còn phải chăm sóc đời sống tinh thần của bản thân nữa nhé.